Kinh Đại Bi quyển thứ hai, Cao Tề Thiên Trúc Tam Tạng Na Liên Đề Na Xá dịch từ Phạn Văn Đà Hán Văn, phẩm La Hầu La thứ tư. Lúc bấy giờ Đại Đức La Hầu La mới nghĩ như thế này: ta nay có điều gì vui, điều gì vừa ý, có điều gì mừng, phải nên kiên nhẫn đến gặp Đức Thế Tôn trước khi về Niết Bàn. Nghĩ như thế rồi liền đến phương Đông Bắc cách 10 quốc độ Phật. Nơi đó có thế giới tên là Ma Ly Chi, tên Phật là Năng Tháng Như Lai ứng chế biến tri. Lúc bấy giờ ngài Huệ Mệnh La Hầu La mới từ thành Câu Thi Na hướng về phương Đông Bắc, nơi của Đức Nam Thắng Như Lai ứng chế biến tri đang ở. Đến đó cúi đầu làm lễ, lui ra vẻ mặt sầu khổ ô bây không vui. Lúc bấy giờ ngài Năng Tháng Như Lai bảo ngài La Hầu La rằng: này La Hầu La, hãy đừng sầu muộn. Này La Hầu La, tất cả những việc yêu thương, tự ý nghĩ vân vân đều do pháp hòa vi mà hợp, đương nhiên phải chia lìa. Này La Hầu La, phàm việc như thế tất cả chư Phật Thế Tôn đã làm những Phật sự xong đều phải vào Niết Bàn. Này La Hầu La, nên biết rằng nay Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chế biến tri là bậc lực sĩ sanh đang ở giữa hai nơi cây Sa La Song Thọ nằm nghiêng về phía tây mặt như dáng sư tử vương. Ngày hôm sau ngay giữa đêm này sẽ vào cảnh giới vô dư Niết Bàn, tức bát Niết Bàn vậy. Này La Hầu La, hãy nên biết rằng nếu sau khi Như Lai vào vô dư Niết Bàn thì đừng lo buồn. Sau khi Phật nói lời ấy, lúc bấy giờ La Hầu La bạch Đức Năng Thắng Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con không thể chịu đựng để nghe rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh biến tri và Niết Bàn, huống chi có thể nhận thấy Phật Thế Tôn và Niết Bàn. Điều này con không thể kham nhẫn để thấy. Sau khi La Hầu La đáp lời vị Phật Năng Thắng như thế, liền hóa đi nơi khác đến phương trên qua 99 thế giới khác và đến thế giới thứ 100. Nơi đó cũng đang có Đức Như Lai ứng chế biến tri, hiệu là Thương Chủ, còn đang tại thế. Sau khi La Hầu La đến rồi, dập đầu cúi lại sầu khổ khóc thương, ưu sầu khóc lóc. Liền đứng một bên xong lúc ấy ngài Thương Chủ bảo La Hầu La rằng: hãy dừng lại La Hầu La, cũng đừng sầu khổ. Này La Hầu La, tất cả các pháp sanh cũng chả có, già cũng lại không, bệnh cũng chẳng bệnh, mất cũng chẳng mất, không có bằng chứng. Này La Hầu La, quá khứ chư Phật Thanh Văn Duyên Giác tịch diệt để đến Niết Bàn, thì vị La chư Phật Thanh Văn Duyên Giác cũng an vui tịch diệt vào cõi Niết Bàn vậy. Này La Hầu La, giả sử Như Lai ở đời một kiếp hay đến 100 kiếp đi nữa thì đương nhiên cũng phải vào Niết Bàn. Này La Hầu La, người mà vào cảnh cứu cánh tịch diệt là cứu cánh định, cứu cánh thanh lương, cứu cánh cuối cùng, cứu cánh an lạc, cứu cánh an ổn, cho nên không có chỗ Niết Bàn. Này La Hầu La, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ, vì ân ái xa lìa, ghét nhau gặp gỡ, cầu mà không được, năm ấm không an, tất cả đều khổ. Này La Hầu La, chỉ có Niết Bàn là an lạc. Này La Hầu La, cũng chẳng còn không bao lâu nữa là vào Niết Bàn. Này La Hầu La, ta cùng với Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cùng nơi, không còn sanh, không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa, không có ái biệt ly, không có oán tán hội, cũng chẳng có ưng ý. Này La Hầu La, hãy đừng buồn thương luyến tiếc, đừng sầu khổ. Này La Hầu La, ta đang suy nghĩ ai mà có sanh tức kẻ ấy phải chết, ai có chết thì kẻ ấy sẽ lưu chuyển rồi trở lại sanh. Này La Hầu La, tất cả đều là hư vọng khuynh đảo chấp trước vậy, chưa nghe thánh pháp là những kẻ phàm phu vậy, chưa thấy thánh nhân, chưa tin thánh pháp, chưa học thánh pháp, chưa giải thánh pháp, chưa hiểu thánh pháp, chưa ở trong thánh pháp, cho nên mới có tâm khuynh đảo tưởng tượng việc thái nghe, cho nên điên đảo. Vì điên đảo mà sanh vậy, từ sanh đến già, từ già đến chết, từ chết đến sanh trở lại, phải đã qua biết bao nhiêu lưu chuyển khổ sở, ái luyến, bi sầu, đấm ngực la khóc. Này La Hầu La, tất cả các bậc thánh nhân chỉ có tất cả giới là việc phải giữ, không ai có thể không như thế. Này La Hầu La, như vậy các vị đạo sư đã làm xong rồi và độ cho các đệ tử Thanh Văn đã xong và làm những chuyện đã làm. Này La Hầu La, hãy đừng sầu khổ, đừng u buồn, đừng bi lụy. Này La Hầu La, Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài là bậc vô thượng pháp vương trong dòng họ chúng chúng tôn. Ta nên đến thăm lần cuối, lễ bái cúng dường cung kính. Nếu Niết Bàn xong, cũng đừng sầu khổ. Này La Hầu La, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bây giờ đang ở tại nơi lực sĩ sanh, tức rừng Sa La Song Thọ, nằm dây mặt, phía mặt như dáng sư tử, đang nghĩ về La Hầu La. Hãy liền đến đó. Sau khi nói lời như vậy, ngài La Hầu La liền bạch Phật Thương Chủ rằng: kính bạch Thế Tôn,
Con không muốn nghe thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai chánh biến tri vào Niết Bàn, cũng là nhận thấy Phật Thế Tôn vào Niết Bàn. Sau khi nói lời ấy rồi, thân tâm dao động không thể tự giữ lại được, liền bạch tiếp rằng: Nhờ Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn từ trong dòng họ Thích mà sinh, là bậc vua trên các vua, là bậc quý của chúng sanh. Làm sao con nay có thể nhìn thấy Đức Phật vào Niết Bàn, là người lân mẫn của tất cả thế gian, là bậc có hình tướng trong tất cả thế gian khó có, làm điện cho tất cả thế gian, là cặp mắt cho tất cả thế gian, vì tất cả thế gian mà tạo ra trí tuệ, chiếu phá tất cả thế gian này. Ngày mai xa lìa không còn giữ lại gì cả. Sau khi nói lời như thế, Đức Thương Chủ Như Lai bảo Ngài La Hầu La rằng: Hãy dừng lại, La Hầu La. Hãy đừng lo buồn, La Hầu La. Đã chẳng nghe Như Lai dạy sao? Tất cả các hành đều vô thường, tất cả các hành đều khổ, tất cả các pháp đều vô ngã, chỉ có Niết Bàn tịch tịnh mà thôi. Này La Hầu La, Đức Phật Thế Tôn đã nói kệ như sau: Các hành vô thường là pháp sanh diệt, sanh rồi lại mất, mất ấy là vui. La Hầu La thưa: Như vậy Thế Tôn, Phật bảo La Hầu La, Đức Thế Tôn kia đã nói những lời như vậy, tất cả sự yêu thương và ham muốn phải thay đổi, sanh diệt ly tán, dầu cho có ở đâu ở lâu cũng phải ra đi. La Hầu La thưa: Như thế đó bà già bà, như thế đó tôi già đà. Phật bảo: Này La Hầu La, các pháp hữu vi sanh ra các pháp, đều phải biết rằng các pháp này do sự phân biệt mà sanh khởi, từ nhân duyên đó mà sanh, nếu không mất đi tức không đúng vậy. Lúc bây giờ Ngài La Hầu La liền nhớ nghĩ đến sư phụ mình là Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh biến tri, rồi rơi lệ mà nói như vậy: Ta từ ngày mai sẽ không thấy cái vị Phật và các tỳ kheo và chung quanh Phật nghe pháp như trong biển lớn là núi Tu Di Vương, vì trang nghiêm chúng mà chiếu sáng các quang minh giống như mặt trăng tròn đầy với các ngôi sao bay xung quanh, như mặt trời có ngàn ánh sáng chiếu rọi vào. Ở trong biển lớn có chất chứa rất nhiều của quý, như Chuyển Luân Vương có rất nhiều quyến thuộc bao bọc chung quanh, như Thiết Sơn Vương các hoa đẹp đẽ đang khai nhụy tắm, như núi Thiết Vi tất cả gió ác đều chẳng thể động. Như vậy kính bạch Thế Tôn, tất cả luận nghĩ của ngoại đạo không thể làm lay động được, giống như hoa sen ở trong hồ không vì thế gian mà có thể ô nhiễm, cũng không như quyến thuộc của đại phạm, giống như Đế Thích có hàng ngàn con mắt, như Chúa Sư Tử ngồi nơi tòa sư tử không sợ khủng bố, lìa các cái sợ hãi mà ngầm tiếng sư tử, con từ ngày mai không thể thấy được. Sau khi La Hầu La nói lời ấy rồi, đứng đó tự nhiên nước mắt chảy ròng. Lúc bấy giờ Đức Thương Chủ Như Lai bảo La Hầu La rằng: Ta nay vừa đến chỗ Phật kia vì Đức Như Lai cũng muốn gặp ta. Này La Hầu La, ta nay phải đi vội, đừng nên hỏi nữa mà hãy đến đó. Hãy đừng lo sầu với Thế Tôn kia. Này La Hầu La, ta phải đi đây. Vì sao vậy? Này La Hầu La, các pháp của chư Phật và Phật vì lòng từ bi mà muốn thấy ta chưa nhập Niết Bàn. Lúc bấy giờ Ngài La Hầu La được mặc lễ ở chân Phật Thương Chủ rồi, giống như tráng sĩ vội vã đi ngay. Sau khi đi nhanh, La Hầu La đã đến nơi Phật tại thành Câu Thi Na, nơi giữa hai cây Sa La sông Thọ, đến nơi Như Lai lại bày tỏ như vậy. Sau đó đợi mặt đem lễ nơi chân và từ bên phải dọc quanh ba vòng rồi đứng một phía, ưu sầu khóc lóc mà chắp tay rơi lệ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới bảo La Hầu La rằng: Này La Hầu La, hãy đừng sầu bi luyến tiếc khóc lóc khổ não, làm cho tâm sẽ phiền não. Này La Hầu La, ta vì bổn phận làm cha đã làm xong, ta cũng lại vì con mà đã làm xong bổn phận. Này La Hầu La, hãy đừng sanh tâm luyến lưu sầu khổ nữa. Này La Hầu La, ta cùng với tất cả chúng sanh chứng được sự không sợ hãi, khuyên họ phát tâm tinh tấn, đừng lo sợ nữa, cũng đừng cho não hại sai khiến mà hãy tinh tấn lên. Này La Hầu La, ta nay đang vào bát Niết Bàn, không còn có thể làm gì nữa. Này La Hầu La, ta có hai việc cần phải đầy đủ, đó là không làm não loạn và không làm chuyện giận hờn. Lúc bấy giờ La Hầu La bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, bà nhà bà hãy khoan vào Niết Bàn, Tu Già Đà hãy khoan vào Niết Bàn, Dương Nguyện Thế Tôn hãy ở lại đời thêm một kiếp nữa vì sự an ổn lợi lạc của chúng sanh. Vậy kính mong Ngài lân mẫn cho, hãy vì sự lợi ích an lạc của trời người vậy. Sau khi nói lời như thế rồi, Phật bảo Ngài La Hầu La rằng: Này La Hầu La, Như Lai ứng cúng chánh biến tri để biết tường tận các pháp, vì trong thế gian mà có danh hiệu là Phật. Này La Hầu La, nơi Phật pháp đó không thể tiêu diệt được, không sanh không diệt, không đến không đi, không thành không hoại, không ngồi không nằm, không hợp không tan. Vì sao vậy? Này La Hầu La, các pháp ở lại có nghĩa là không sanh không diệt, không không và cũng không tự tánh, thanh tịnh tịnh niết bàn, không còn nơi nhiều ít còn mất, không thể nói không dùng lời để lẽ để diễn tả con đường này. Đây là Phật pháp, cho nên luôn luôn tồn tại, không bị mất đi,
không bị chia lìa, cũng chẳng muốn chia lìa, cũng chẳng phải chẳng hòa hợp, chẳng làm không cùng tận. Này Lão La, ta đã tùy theo từng loại mà tuyên thuyết pháp này. Giả sử nếu chư Phật ra đời hay chẳng ra đời, tất cả các pháp này đều tồn tại. Các pháp này đều giữ nguyên như vậy. Pháp này không thay đổi, pháp này lìa khỏi sự mong cầu, pháp này không có tự tánh vậy. Này Lão La, như thế đó, Như Lai không có tướng giới để vào niết bàn, không có tướng định huệ giải thoát tri kiến để vào bát niết bàn. Này Lão La, hãy đừng buồn khổ luyến tiếc nữa. Này Lão La, tất cả các hành đều không thường, không định, không có hy vọng, không có cái cuối cùng của không thường và các pháp biến đổi. Này Lão La, cho đến tất cả các việc làm nào đó chỉ để cầu giải thoát. Này Lão La, đó là lời dạy của ta. Sau khi Đức Phật nói cho Lão La thấy rõ rồi, lúc bây giờ có 60 đại đức tỳ kheo, tất cả các lậu đã hết, tâm được giải thoát, 25 tỳ kheo ni cũng được tâm giải thoát và chứng được vô lậu. Rất nhiều trời người xa rời, trần cấu, được pháp nhẫn thanh tịnh, 68.000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, tất cả đều vui mừng lãnh thọ, đều kêu lên là Phật Pháp khó có thể nghĩ bàn, là nữa các loài hoa như ưu bà la, ba đầu ma, câu ni đầu, phân đà lợi được rải chung quanh Phật và cất lên lời rằng chúng con vì đời sau cũng làm như vậy, làm thầy của trời và người, xuất hiện nơi đời, nói những pháp thế gian vô thượng, vô tướng niết bàn, đại niết bàn, như vậy là bát niết bàn. Các vị Bồ Tát nói lời như thế rồi, yên lặng mà đứng như thế. Kinh Đại Bi Phẩm Ca Diếp thứ năm. Lúc bấy giờ ngài A Nan tại bên giường Phật bi thương khóc lóc gieo mình xuống đất, dường như rừng già mất đi cái lớn, nên mới thưa rằng bà già bà và niết bàn quá sớm, Tu Gia Đà niết bàn quá sớm, trong chúng sanh là bậc đại từ bi vào nơi an ổn quá sớm, là điện của thế gian, là ánh sáng của trời người, nhưng vào niết bàn quá sớm, hoa sen quý của chúng sanh vào niết bàn quá sớm, là bậc long tượng của chúng sanh, từ điều phục lại điều phục chúng sanh, còn nhiều người chưa độ đã vội vào niết bàn, là bậc vô thượng đạo sư đã bị thế gian và làm cho an ổn, là vội đi nhanh thế, dùng bách trí tuệ để rồi soi thế gian, là đi sớm thế. Thế gian này như người đuôi không có kẻ dẫn được, là cha mẹ của chúng sanh trong thế gian, sao vội đi nhanh thế? Thế gian sẽ cô độc không chỗ để nương nhờ, là hạng quý giá trong thế gian, làm sao mà ngày mai ta không còn thấy được nữa, tôi chỉ còn tên tuổi tại thế gian thôi. Lúc bấy giờ Đức Phật mới bảo ngài A Nan rằng hãy dừng lại A Nan, hãy đừng so bi nữa. Ta đã từng nói về tất cả những sự luyến tiếc, tất cả cái gì hòa hợp ắt có ngày sẽ ly tán. Này A Nan, các pháp hữu vi có sanh thì phải biết rằng pháp nhân duyên ấy phải hoại diệt, nếu không bị hoại không thể được như vậy. Nếu có ở trời lại không tồn tại. Này A Nan, nếu có pháp mà sống đời đời như thế tất cũng phải có chia lìa, cho nên A Nan đừng so bi nữa. Lúc bấy giờ ngài A Nan chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật mới không rời và suy nghĩ, lúc ấy dụ như rừng cây mất đi cây lớn. Phật lại bảo A Nan rằng này A Nan, hãy dừng lại, hãy đừng sầu khổ, cũng đừng lo buồn, mong ta ở lại đời. Này A Nan, ta đã từng dạy phàm tất cả các luyến ái, các pháp hữu vi hòa hợp tức có biệt ly, giả sử ở đời lâu dài có thể còn phải mất đi như các pháp vậy. Này A Nan, từ thân miệng từ bi hiếu đạo của Như Lai vô lượng tâm an lạc không có hai, không sân không hận và không lo buồn. Lúc bấy giờ ngài A Nan từ đất đứng lên, vừa khóc vừa thưa bạch Đức Thế Tôn, con làm sao không sầu được, làm sao không buồn được, con cùng với tất cả những người có lòng thương, cùng với tất cả những người trong thế gian, cùng với những người lân mẫn của thế gian, cùng với tất cả những người yêu thương của thế gian, cùng với tất cả những người trở về của thế gian, những người lãnh đạo của thế gian, những người vì lợi ích của tất cả thế gian, người vì sự an lạc của thế gian, như vậy đó là bậc quý giá của chúng sanh ngày mai đây phải ly biệt. Lúc bấy giờ ngài A Nan khóc than, xong rồi tiếp, lạ thay các hành là một xác chết và làm chỗ thờ, có thể như ánh sáng soi rọi, ánh sáng lớn trong mọi ánh sáng, có trăm ngàn ức nơi cho ta quyến thuộc vây quanh, làm cho thế gian này thấy biết nhớ nghĩ đến cảnh giới trí huệ, làm cho chúng sanh yên ổn nhưng mau quá. Bậc đại trí huệ, bậc đại quang minh, vì thế gian an ổn mà đi nhanh quá, thế gian cô độc, người giữ gìn sự yên ổn chưa xong đã vội ra đi. Đức Như Lai có đầy đủ thần thông biến hóa mà nay thì làm cho thế gian yên ổn chưa xong
đã vội đi. Bạch Thế Tôn, con làm sao không sầu được, con làm sao không buồn được. Bạch Thế Tôn có bao giờ tự ngờ tâm mình mà không phá đi hết? Bạch Thế Tôn con lại tự ngờ không ở trước Phật mà mất đi. Tức thời Phật dùng thần lực mà cứu con. Cho nên con không chết được. Vì sao vậy? Vì con đã nhận lãnh chỗ yếu pháp của Như Lai, 84.000 các pháp tạng để thọ trì không quên, vì chưa lưu truyền cho 10 phương trời người vậy. Bạch Thế Tôn, con vì sự gia bị của Phật mà con chưa mạnh chung. Bạch Thế Tôn, con làm sao không sầu, làm sao chẳng buồn. Bạch Thế Tôn, con sẽ đến thành Ca Tỳ La, nơi Đức Thế Tôn đã sanh, tập trong dòng họ Thích lại để nói lời gì? Lời nói đó là hôm nay Đức Thế Ca Mâu Ni bậc chúng trung tôn vô thượng pháp phương sẽ vào niết bàn. Con đến thành Vương Xá gặp Tỳ Đề Hy Tử A Xà Thế nói lời thế nào? Có thể nói Đức Phật hôm nay vào quả vô dư, bậc hai cứu thế gian tội báo gián đã sắp đi rồi. Con đến thành Xá Bà Đề phải nói lời nào? Có thể nói bậc đại bi lân mẫn của thế gian đi vào cõi yên ổn, cho đến rừng Kỳ Đà nơi trưởng giả có cô độc, và sẽ bị hỏi rằng khi nào thì Như Lai đến ở nơi cây của Kỳ Đà và rừng rừng cấp cô độc. Con phải đáp sau đây: con đến thành Tỳ Xá Ly, trước các vị Ly Xá Tử phải nói những gì? Có thể nói bậc lân mẫn của thế gian là tối đại tôn sư sẽ yên ổn ra đi chăng? Nhiều nơi các bậc trai lành gái tốt đến hỏi con, có phải đáp sau đây? Có thể nói rằng bậc đại trí của thế gian là bậc đại đoạn tất cả nghi và an ổn ra đi. Các vị tỳ kheo vì muốn thấy Phật cúng dường và lễ bái mà hỏi con rằng Thế Tôn bao giờ làm lễ Bồ Tát, đã đến hỏi pháp, đã đến hỏi ý nghĩa, coi như không nghe không thấy họ mà nói rằng sau khi Thế Tôn tịch diệt sẽ có thần thông biến hóa và những kẻ phạm hạnh sẽ ở đời, có làm sao không sầu không buồn được. Sau khi nói lời ấy, Phật bảo ngài A Nan rằng: này A Nan, hãy đừng sầu khổ. Ta đã vì phạm hạnh mà giảng rộng dạy khắp đã ở thế gian và vì lợi ích trời người. Này A Nan, sau khi ta diệt độ 400 năm, Ca Diếp cùng các đệ tử sẽ khai triển dạy dỗ và hóa độ chúng sanh, tu hành phạm hạnh lợi ích trời người. Này A Nan, hãy đừng sầu khổ. Chân pháp của ta đang lưu truyền rộng rãi ở lâu trên đời và sẽ làm lợi ích cho chúng sanh. Này A Nan, sau khi ta vào Niết Bàn, tỳ kheo Ca Diếp cùng với các vị khác sẽ phát tâm nghe ta mà vân tập vô lượng a tăng kệ uế nay do tha kiếp vô thường tam muội tam bồ đề pháp làm lợi ích việc lành không cho lui sụp. Vì sao vậy? Này A Nan, tỳ kheo Ca Diếp vì muốn ít biết đủ, sơ rồi siêng năng vui không quên hẳn, vui không đùa bỡn mà trí tuệ hiện tiền. Này A Nan, tỳ kheo Ca Diếp sẽ bị đại chúng mà dạy dỗ lợi lạc vậy, vì phạm hạnh mà thuyết pháp không vì quyền lợi như cha mẹ vậy. Này A Nan, tỳ kheo Ca Diếp sẽ cùng với bốn chúng mà nhìn thế gian một cách lân mẫn, vì muốn cho lợi ích và an lạc chúng sanh ở cõi trời cũng như ở người vậy. Phát tâm như thế rồi, lúc ấy A Nan bạch Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, tỳ kheo Ca Diếp phát tâm như thế đó vì lời hứa làm lợi lạc cho trời người. Phật bảo là: A Nan, tỳ kheo Ca Diếp khi nhập niết bàn sẽ có lời thề nguyện rằng nếu ta sau khi diệt độ, thọ lực của ta sẽ gia trì làm cho chức y quấn nơi thân ta, con biến không hoài, lông tóc màu sắc các căn từng loại của con biến hoài, cho đến khi nào Đức Di Lặc Như Lai ứng chỉ biến tri xuất thế làm cho ta thấy được Thế Tôn và gặp ở hội thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Đấy là do nguyện lực gia trì của ta vậy, làm cho 100.000 chúng sanh, nhiều ngàn vạn chúng sanh, nhiều trăm ngàn ức nơi gia tha chúng sanh được chứng quả thánh, đều thấy Phật Di Lặc, thấy thân y của ta không hoại, không đổi. Và cả ba hội tinh văn cũng đều thấy thân ta không hoại, cùng với các căn đều khắp và cà xa rồi. Lúc ấy thân ta ở trên không trung, tự tiêu thân ta, tiêu rồi lụa dứt. Này A Nan, đó là sự phát tâm của Ca Diếp, là lợi đang là cho chúng sanh. Này A Nan, tỳ kheo Ca Diếp nhờ nguyện lực như thế mà được gia trì vậy, sau khi đã thành tục những chúng sanh như thế rồi mới vào Niết Bàn. Này A Nan, tỳ kheo Ca Diếp sau khi vào Niết Bàn có bốn núi đá di chuyển đến nơi Ca Diếp cùng với thân ấy hợp thành một. Này A Nan, thân của Ca Diếp ở giữa bốn hòn núi ấy chẳng biến hoại mãi cho đến khi Di Lặc xuất thế. Tùy thời dạy dỗ, thân của tỳ kheo Ca Diếp cũng không hoại gì, từ y áo cà sa cho đến chỗ ở cũng không bị hoại. Vì sao vậy? Này A Nan, vì giữ tịnh giới vậy, vì tu phạm hạnh vậy, vì kẻ có trí tuệ vậy, cho nên sở nguyện hay thành không giới, không tịnh, không tu phạm hạnh,
Không trí có muốn cũng khó thành tựu. Này A Nan, tỳ kheo Ca Diếp trước khi phát nguyện gia trì rồi mới vào Niết Bàn. Sau khi vào Niết Bàn rồi, thân của Ca Diếp không bị biến đổi, tóc, máu, thịt và các cơ quan trong người, cùng với y phục cũng không biến hoại. Thân cũng không hôi, cho đến Di Lặc. Này A Nan, khi Đức Di Lặc ra đời cùng với 96 ức tỳ kheo đến nơi Ca Diếp. Này A Nan, Đức Phật Di Lặc vì thân Ca Diếp mà thể hiện 96 ức tỳ kheo, ở trong pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai làm bậc đại thanh văn tu hành đầu đà. Thiểu dục tri túc siêng năng xa rời, vui không quên, vui không giải đãi, định huệ hiện tiền, hay vì chúng sinh mà hiển bày chỉ dạy lợi ích, vì các bậc phạm hạnh mà thuyết pháp không hề lâm nhập như cha mẹ. Là cái tỳ kheo đó là tỳ kheo Ca Diếp. Ở trong bốn chúng mà thấy xa lìa, không nghi hoặc mà hay tùy thuận chúng sanh. Này chư tỳ kheo, hãy xem Ca Diếp vì hay thương tưởng thế gian, vì sự lợi ích an lạc của tất cả chúng trời người mà phát tâm như vậy. Này A Nan, Di Lặc Như Lai chánh biết tri, hồi thứ hai sẽ cùng với 94 ức các vị thanh văn đưa chúng này về kỳ thứ ba, cùng với 92 ức thanh văn đến nơi Ca Diếp. Này A Nan, vị Phật Di Lặc kia đã dạy cho 92 ức tỳ kheo rằng, tỳ kheo Ca Diếp ở trong pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai là bậc đại thanh văn tu hành đầu đà, hay phát tâm muốn ích biết đủ và vì lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh trời người vậy. Này A Nan, Đức Di Lặc Như Lai lúc ấy phóng hào quang nơi tay mặt đến đỉnh đầu Ca Diếp và quan sát nói với các tỳ kheo: Này chư tỳ kheo, đây là tỳ kheo Ca Diếp. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ thì tuyên dương giáo pháp ấy rộng sâu, nhưng trong chúng đây không có một người nào như sau khi ta diệt độ mà quán tuyên giáo pháp của ta như Ca Diếp này vậy. Này A Nan, đó là tỳ kheo Ca Diếp. Ở ba hội nơi vị Phật kia vì bổn nguyện mà gia trì vậy, tại hư không hiện nhiều loại thần thông, nhiều loại biến hóa, rồi tự thiêu thân mình, khi thiêu xong không hiện lại nữa. Lúc bấy giờ ngài Di Lặc Phật đã tuyên dương ngài Ca Diếp, rồi cùng với 92 ức tỳ kheo mà thuyết pháp, cùng với nhiều trăm ngàn ức na do tha và trăm ngàn chư thiên loài người được chứng thánh đạo. Này A Nan, tỳ kheo Ca Diếp phát tâm lợi ích cho nhiều chúng sanh như vậy cũng là vì phát tâm là lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh. Như theo đó A Nan, tỳ kheo Ca Diếp cùng với sự phát tâm kia và qua 400 năm vẫn duy trì chánh pháp của ta và làm các thần thông biến hóa tu hành phạm hạnh vì lợi ích tăng trưởng cho trời người vậy. Kinh Đại Bi Trì Chánh Pháp phẩm thứ sáu. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo A Nan rằng: Hãy đừng sầu khổ, ta đã hết lòng truyền dạy khắp nơi, đã làm lợi lạc cho trời người. Này A Nan, sau khi ta diệt độ tại thành Ma Du La, nơi núi U Lầu Mạn Trà, có tăng già lam tên là Na Trì Ca, và tại đó có vị tỳ kheo tên Tỳ Đề Sa, có thần thông lớn, giỏi đức ai sức lớn, chánh trí đắc đạo, đa văn không sợ, giữ gìn kinh tạng, luật tạng và luận tạng, vì các phạm hạnh mà thuyết pháp giáo hóa lợi lạc không ngừng. Vì đó cũng tạo nên những thần thông biến hóa tu hành phạm hạnh rộng rãi lưu truyền chánh pháp của ta và vì sự lợi ích của trời người vậy. Này A Nan, hãy đừng sầu khổ, sau khi ta diệt độ nơi núi U Lầu Mạn Trà ở Tăng Già Lam Na Trì Ca, có tỳ kheo tên là Đề Tri Ca, có đại thần thông cũng ai lực lớn, do các phạm hạnh thuyết pháp không ngừng, hay vì giáo pháp của ta mà tuyên dương giáo hóa không ngừng cho trời người. Này A Nan, hãy đừng ưu bi nữa, sau khi ta diệt độ tại nơi núi U Lầu Mạn Trà, có núi tên là U Thi La, nơi có 40.000 tỳ kheo để tập hợp, và hầu như vị nào cũng có thần thông, giỏi đức ơi lực lớn, chứng được đạo quả, đa văn vô úy, giữ gìn kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Các vị này có thể dùng phạm hạnh của mình để giáo hóa làm lợi lạc thuyết pháp cho chúng sanh, không mỏi mệt. Những vị tỳ kheo này có thần thông biến hóa, tu hành phạm hạnh, vì chánh pháp của ta mà rộng nói lưu hành. Họ vì sự lợi lạc của trời người mà làm như thế. Này A Nan, hãy đừng bi lụy, sau khi ta diệt độ tại núi U Lâu Mạn Trà, có tỳ kheo tên là U Ba Cúc Đa, có đại thần thông cho đại uy lực, và lại cũng có thần thông biến hóa tu hành phạm hạnh vì giáo pháp của ta mà rộng rãi lưu bố lợi lạc trời người. Nơi đó cũng có 1.000 vị A La Hán cùng với 88.000 vị tỳ kheo cùng Bồ Tát chỉ làm phép yết ma, tâm không khi dối và giúp đỡ nhau. Họ là những bậc thần thông biến hóa tu hành phạm hạnh vì danh pháp của ta mà lưu hành rộng rãi. Họ vì lợi lạc của trời người mà làm thầy mà làm. Này A Nan, hãy đừng sầu khổ nữa,
Ở Ba Cúc Đa cùng các đệ tử vì giáo pháp của ta mà lưu hành rộng rãi, vì trời người hay thuyết giảng. Này A Nan, hãy đừng sầu khổ. Sau khi ta diệt độ tại thành Bali Phật, có tăng già lam tên là Bạc Thanh Ni, ở đó có thì vị tỳ kheo tên là A Thâu Bà Cúc Đa, có ba minh, sáu thông và tám giải thoát. Thiền định trí tuệ giải thoát tự tại, có đại thần thông giỏi thế lớn. Vị ấy có đại thần thông biến hóa tu hành phạm hạnh, vì giáo pháp của ta mà rộng tuyên giải nói tăng ích cho trời người. Này A Nan, chớ đừng sầu khổ. Sau khi ta diệt độ tại thành Bali Phật, có tăng già lam tên là Gugutra, có tỳ kheo tên là Tước Đa La, có đại thần thông và uy lực lớn, cho đến có thể biến hóa thần thông tu hành phẩm hạnh, làm cho giáo pháp của ta được lưu truyền và chánh pháp ngày càng tăng trưởng, đã là lạc trời người. Này A Nan, hãy đừng sầu khổ nữa. Phẩm hạnh của ta được lưu truyền, tất cả đều vì là lạc của trời người vậy. Này A Nan, sau khi ta diệt độ tại nước Ương Già, có các thành văn vị ta mà làm hội bàn già phạt sắc. Nơi đó có 13 vị A-la-hán vân tập, họ đều có tất cả thần thông lớn, gồm đủ các oai lực và nhiều thầm thông vi diệu, cho đến các phạm hạnh và tiếp pháp là lợi lạc quân sanh. Nơi có vị thượng tọa tên là Đà Điều Trà, có đại thần thông do oai lực lớn và thầm thông vi diệu, vì các phạm hạnh mà nói pháp không mỏi mệt, vì ấy lại cũng có thần thông biến hóa, tu hành phạm hạnh, vì chánh pháp của ta mà lưu hành rộng rãi, tất cả đều vì lợi ích của trời người. Này A Nan, hãy đừng ưu não. Sau khi ta diệt độ tại thành Kim Bát Tất Đà, có hai vị tỳ kheo từ hạng Bà La Môn mà xuất gia, một tên là Tỳ Đầu La, hai tên là Sách Xà Già. Các vị đều có thần thông đầy đủ, uy lực thầm thông, cho đến việc biến hóa thần thông tu hành phạm hạnh và giáo pháp mỗi của ta mà rộng nói lưu truyền, làm lại cho trời người. Này A Nan, hãy đừng khóc nữa. Sau khi ta diệt độ tại thành Bà Kê Đa, có vị tỳ kheo tên là Đại Tinh Tấn, có đầy đủ thần thông và uy lực đức lớn, cho đến việc biến hóa thần thông tu hành phạm hạnh, làm cho giáo pháp của ta rộng đại lưu truyền, đại lạc nhân thêm. Này A Nan, hãy đừng sầu khổ. Sau khi ta diệt độ, có tỳ kheo tên là Mạc Điền Đà, có ba minh sáu thông và tám giải thoát đầy đủ. Thiền trí hai phần giải thoát tự tại, có thần thông lớn đầy đủ uy lực cho các cho đến các phạm hạnh thuyết pháp không mỏi mệt. Tại phía bắc Ấn Độ, nơi sông Phạt Tân có rất nhiều rồng dạ xoa cả tất vả vân vân, có thân thể mạnh khỏe đã ở nơi sông. Khi vị tỳ kheo Mạc Điền Đà đến nơi ấy, liền đó các rồng nhà so như cái thất bại vân vân đến chiến đấu. Sau đó tỳ kheo Mạc Điền Đà dùng thần thông biến hóa, dùng pháp để hàng phục rồng nhà xoa cả thất bại vân vân là do chúng phải kính tinh. Sau khi làm cho kính tinh rồi, ra lệnh cho người tại sông Phạt Tân tạo dựng chùa diện cho các thanh dân, chỉ đã có hàng trăm hàng ngàn thanh vân vân tập tại đó. Này A Nan, đó là tỳ kheo Mạc Điền Đà, vì tất cả mà đến đó để làm việc tốt như thế. Này A Nan, nếu ta có đến nói đến hay sư như tán tụng công đức vị tỳ kheo Mạc Điền Đà kia cho đến bao giờ cũng không thể hết. Này A Nan, đó là Mạc Điền Đà đề tỳ kheo đầy đủ các công đức và hay dùng luật pháp của ta mà tu hành phạm hạnh vì trời người mà làm lợi lạc quần sanh. Này A Nan, hãy đừng sầu khổ. Sau khi ta diệt độ tại phía bắc Ấn Độ, có nước Càng Đà La, có vị tỳ kheo tên là Ca Diếp, có đại thần thông và đầy đủ oai lực vô cùng, trí tuệ chứng đạo đa văn không sợ hãi, giữ gìn kinh tạng, luật tạng và luận tạng cho đến làm cho chánh pháp của ta được lưu hành rộng rãi. Này A Nan, hãy đừng lo buồn. Sau khi ta diệt độ, ở phía bắc Ấn Độ có một thành tên là Đắc Xoa Thi Ca, có vị trưởng giả tên là Xà Tri Ca, tên vang dội khắp nơi, là bậc giàu có nhiều của quý cùng công đức trí tuệ lớn, đoàn chánh khả ái tứ tốt số một. Ông trưởng giả Xà Già Xà Tri Ca kia tin sâu nơi ta về các thanh văn, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, từ đó vun trồng căn lành giác ngộ và trải qua sau đó đủ 1.000 kiếp chứng được quả vị Phật. Tên vị ấy là Phổ Quang, kiểu đó tên là Tạo Hiền, thế giới ấy tên là Cụ Đại Trang Nghiêm. Này A Nan, vị trưởng giả Xà Tri Ca đó vì chánh pháp của ta mà làm lợi lạc đối bố rộng ra cho trời người. Này A Nan, hãy đừng bi lụy nữa. Sau khi ta diệt độ tạm biệt Bắc Ấn Độ, có một vương đô tên là Phú Ca La Phạt Đế, nhân dân nơi ấy giàu có an vui, nơi đó cũng có nhiều các vị trưởng giả Bà La Môn và cư sĩ thì thuận theo kinh điển tên sau nơi ta và các thanh văn, cũng vừa cung kính tôn trọng ngợi khen, dễ có nhiều đệ tử thanh văn có đại thần thông và uy lực rất lớn. Này A Nan, vì đó cũng có nhiều trưởng giả cơ sở chánh trí chứng đạo và không sợ hãi,
có đầy đủ trí tuệ, này A Nan tại vương đô phú Ca La Phạt Đế kia, cùng có các vị tại gia áo trắng sau khi mất họ được sanh về cõi trời đau xuất, còn các vị xuất gia thì phải đọa địa ngục. Vì sao vậy? Vì họ không giữ gìn giới giới và hành trì luật như vậy. Này A Nan tại vương đô phú Ca La Phạt Đế kia, cũng có các bà la môn trưởng giả cư sĩ nữa liền niệm lên rằng chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni đường đi xuống. Vì sao vậy? Vì các tỳ kheo vì sự lợi dưỡng và tăng thêm lòng tham, không gìn giữ cấm giới, tâm hay tán loạn, không vui sống nơi núi rừng, sau rồi thiền định cùng với tứ chúng đến lui phá hoại giới luật. Cùng với các vị bà la môn trưởng giả cư sĩ cũng vậy, vì chỗ thân tình qua lại không tương kính nhau, ăn uống biếu xén hoa quả với nhau, không nương vào giới luật, không giữ giới, dân cùng với phụ nữ. Các vị bà la môn trưởng giả cư sĩ này thấy các tỳ kheo làm việc phi pháp ấy, tâm sinh lo sợ, não phiền, nói lời rằng giới pháp của Phật đã tàn lụi rồi. Lúc bấy giờ họ về lại vương đô phú Ca La Phạt Đế. Lúc bấy có vị Ưu Bà Tát tên là Pháp Tăng, có đại thần thông, có thế lực và phước đức to lớn, chánh trí chứng đạo, đa văn không sợ, trì giữ kinh điển luận tạng một cách linh động. Vì Ưu Bà Tát ấy vì muốn làm cho các bà la môn trưởng giả cư sĩ ấy sở tinh tâm liền phóng lên hư không, chỉ bày lại ít và nói lời rằng này chư vị hãy khoan lo sợ nghi ngờ, vì đại giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni vẫn còn ở đời, hãy phát tâm tinh tấn làm các nghiệp lành, kẻ nào chưa chứng sẽ chứng, kẻ nào chưa được sẽ được, kẻ nào chưa thành sẽ thành, chánh pháp nay vẫn còn đó, hãy phát tâm nhanh lên. Lúc ấy các vị bà la môn trưởng giả cư sĩ tâm hồn hoan hỷ mà làm việc bố thí và tạo các công đức vì ta bà trong sức xá lợi để tu hành, và khuyến tấn các thanh văn cúng dường, nghe hiểu thọ trì đọc tụng rồi chuyển ra nói pháp, thọ trì cấm giới, khuyên tu thiền định. Các vị bà la môn trưởng giả cư sĩ họ được tăng trưởng lợi lạc vui mừng, tất cả đều vui nơi đường lành và đường vào niết bàn. Này Atula, này A Nan, vị Ưu Bà Tát kia hay vị giáo pháp của ta mà đồng nói cho trời người được lợi lạc như thế đó A Nan. Sau khi ta diệt độ có nhiều người thế tục giàu có vì pháp của ta mà tin sâu và chứng đắc đạo và chứng đắc, và họ đã từ trong vô lượng kiếp đã cúng dường hàng trăm hàng ngàn chư Phật được các thiện căn, và vì xá lợi của ta mà trang nghiêm tu hành như thế, và các thanh văn cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. Này A Nan, họ cũng vì giáo pháp của ta mà lưu hành rộng rãi là lợi ích cho trời người. Này A Nan, sau khi ta diệt độ đến đời sau về phía Bắc Ấn Độ có thể tên là Kỳ Bà Ca ra đời, vì trong đời quá khứ vô lượng chư Phật đã trồng căn lành cũng như cung kính để sâu nhẫn đầy đủ ở yên trong pháp đại thừa, và cũng vì muốn cho các chúng sanh được an ổn lợi lạc nên đã phát tâm đa văn giữ Bồ Tát Tạng xương dương đại thừa và làm cho đại thừa phát triển. Vì tỳ kheo này khi thấy tháp miếu xá lợi của ta bị phá hoại liền sửa sang tu bổ, dùng vàng để trang trí và lập nên tràng phan bảo cái chuông lên phát ra những âm thanh vi diệu, cùng tạo ra rất nhiều hình tượng và tháp miếu Như Lai, mà những tháp miếu này đều trang nghiêm bằng hình bán nguyệt sư tử, làm cho trời người sanh tâm vui mừng. Vì muốn đầy đủ căn lành giác ngộ nó đã thương tưởng chúng sanh, hộ trì dưỡng nhục, giữ gìn các pháp của ta. Vì những kẻ không có tín tâm làm cho tăng trưởng lòng tin và cũng làm cho sinh ra nhiều căn lành, tạo nên bộ hội bàn già phạt sắc ca. Này A Nan, đường lúc bấy giờ có nhiều tỳ kheo chẳng giữ cấm giới, làm nhiều phi pháp, không vui ở nơi rừng vắng, lại hay sau rồi thiền định phá giới sa đạo và hay cãi vã tham chiếu của cải, đi chiến một phòng còn với người ta tục thương qua lại sa đời Phật pháp với các phạm hạnh không sanh kính trọng và hình thức là một sa môn. Lấy có rất ít thì kheo sinh năng tinh tấn sa đời nơi ồn náo và chỉ nhất tâm về thiền định, ở yên trong pháp lành, muốn ít biết đủ, vui tu khất thực, ở yên trong dòng giống thánh, nghe nhiều không sợ hãi, trì kinh giữ luật và đọc tụng luật luận tạng. Lúc bấy giờ đa bà ca tỳ kheo vì các tỳ kheo khác mà mặc áo cà sa, dùng tâm nhu hòa, các căn không ngại, để độ tuân sâu, cẩn trọng thứ nhất, khi mặc áo cà sa như thế liền khởi tâm giữ giới, làm ruộng phước, hành bố thí tu các căn lành. Na bà già tỳ kheo sau khi tu tập vô lượng các loại giác ngộ và trọn các lành rồi, lúc ấy mình trong sinh lên Tây Phương hơn 100.000 ước thế giới chư Phật gọi là nước vô lượng thọ. Tại nước Phật kia, cũng trong những căn lành qua 80 ước đời chư Phật vẫn tu phạm hạnh. Do căn lành này mà đời sau qua 99 ức kiếp mới thành chánh giác.
tên Phật là Do Có Quang, thế giới tên là Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm. Này A Nan, Na Bà Kha Tỳ Kheo kia, vì gia pháp của ta mà đồng nói lưu bố lọa lạc trời người. Này A Nan hãy đừng sầu khổ, pháp hành của ta đương làm cho trời người vui tin theo. Này A Nan, sau khi ta diệt độ đời vị lai ở nước bên cạnh nước tên là Nhật Xá Ma, vua của nước kia tên là Đại Thí, vì pháp của ta mà sinh tín tâm, vì xá lợi và thanh văn của ta mà khuyến khích cúng dường xương dương tán thán. Này A Nan, vua Đại Thí kia tập hợp các vị thanh văn và các tỳ kheo tại nước Ma Xá Xá Ma để tôn trọng cúng dường. Để có 3.000 A La Hán, tất cả đều có thần thông, công đức uy lực cho đến vì phạm hạnh mà thuyết pháp không mỏi mệt. Này A Nan, cũng vì chánh pháp của ta mà đồng nói lưu hành là đạt trời người. Này A Nan, hãy đừng bi lụy, sau khi ta diệt độ ở phía Bắc Ấn Độ có thành tên Hưng Cừ Vĩ Đáng Na, nơi ấy có được xá lợi của ta và tôn trọng cúng dường, hoa vòng hương sông hương bột âm thanh kỹ nhạc tràng phan bào cái y phục đồ nằm tất cả đều bằng vàng bạc như để trang nghiêm. Này A Nan, lúc ấy tại Tinh Xá có nhiều người phát tín tâm mà xuất gia thọ trì giới cấm tu hành pháp lành, những người thế tục tu cũng tu hành các pháp lành rất nhiều khó tính. Này A Nan, họ là những người giữ giới đa văn có trí tuệ trong pháp của ta mà được lòng tin thanh tịnh, vì thanh văn và xá lợi của ta mà khuyến tu trang sức để cúng dường và vì Phật pháp tăng mà cúng dường gia hộ, vì căn lành này mà thọ phước báo trong cõi trời người vậy, chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có kẻ chứng được duyên giác thừa, có kẻ được thanh văn thừa mà vào niết bàn vậy. Này A Nan, họ tuần tự như thế mà cúng dường chứng được cái thần thông oai lực. Này A Nan, vì những người này mà khai thị giảng nói, vì lợi ích chánh pháp của ta mà lưu hành giảng nói rộng rãi. Này A Nan, hãy đừng sầu khổ, giáo pháp của ta sẽ được lưu truyền rộng rãi, làm lợi ích cho trời người. Này A Nan, sắc lợi của ta và hình tượng của ta có ở Diêm Phù Đề, làm sao mà người ta không thấy được. Cho nên nó trời rồng dạ xoa la sát kẻ thác bà a tu la ca lầu la khởi la lam hậu la già cứ bàn trà vân vân. Tại trong cung điện là tạo hình tượng. Này A Nan, hãy đừng bi lụy, giáo pháp của ta đang được chư thiên loài người gìn giữ lưu hành rộng rãi. Kinh Đại Bi phẩm xá lợi thứ bảy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo A Nan rằng, sau khi ta diệt độ, nếu có người con trai tốt, người con gái lành nào, hoặc tại gia hoặc xuất gia, cho đến cúng dường xá lợi của ta như hạt cải chẳng hạn, và tỏ lòng cung kính tôn trọng khiêm cung cúng dường, thì ta nói rằng người này có căn lành và tất cả sẽ chứng quả niết bàn, cũng như vào nơi niết bàn an lạc. Này A Nan, nếu sau khi ta diệt độ rồi, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào phát tâm kính tin vì ta mà thành lập hình tượng cũng như là tháp miếu, thì này A Nan sẽ có tín tâm sâu rộng đừng ngại kỹ gì. Ta nói rằng người này đã trong các lành và tất cả đều được quả niết bàn cũng như chứng niết bàn. Này A Nan, cho đến hiện tại cúng dường ta, cho đến sau khi ta diệt độ cúng dường hạt cải và số lợi hoặc kẻ tạo hình tượng ta, cho đến tháp miếu, này A Nan, nếu có kẻ có tâm với công đức niệm Phật hoặc dùng một nhành cành hoa thể vào hư không, ta nói người này đã có căn lành, tất cả đều được niết bàn quả và vào vô tận niết bàn. Này A Nan, hoặc có kẻ thấy thần thông oai lực của Thế Tôn mà cúng dường cho đến dùng hoa ra vào hư không, ví dụ như thế cũng chứng quả niết bàn. Hệ huống là thân cận thừa sự Như Lai đã cúng dường như thế và cho đến người sau khi ta nhiệt độ cúng dường sẽ loại vậy. Này A Nan, cảnh giới chư Phật không thể nghĩ bàn, nếu có người hay phát tâm cúng dường thì sẽ được phước đức là cũng khó có thể nghĩ bàn được. Này A Nan, nếu có người niệm Phật cho đến rải một bông hoa mà vào không trung, ta dùng tri kiến Phật để thấy rằng người này được quả báo bất khả tư nghì, hãy tin như vậy. Hệ huống về sau có Phật tử có lòng tin sâu và cung kính suy nghĩ cầu trí tuệ Phật. Lúc ấy ngài A Nan nghe Phật nói rồi liền ghi nhớ phát tâm hân hỷ và bạch Phật rằng: Hy hữu đức bà già bà, hy hữu đức tu già đà, đây là đúng lúc duyên nguyện Thế Tôn ngài đã nói việc niệm Phật cho đến rã một cành hoa cúng dường vào không trung, kể sẽ được quả báo lành. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật nói đều thọ trì độc tụng và được quả lân mẫn thế gian, làm lễ cho trời người vậy. Kể từ bây giờ, kể từ đời này cho đến đời sau, nếu có chúng sinh nào nghe được điều này mà trong nhiều căn lành, tâm sinh kính tín được đại hoan hỷ, người đó nghĩ rằng Thích Ca Mâu Ni ngài là bậc vô thượng pháp vương, có lòng từ bi lớn trong dòng họ Thích, vì cứu độ thế gian khuyến dụ chúng con phát tâm tinh tấn niệm Phật. Nói lời ấy rồi, Phật bảo A Nan, hãy lắng nghe, lành thay, ta sẽ phân biệt giải nói về các quả báo đây. A Nan bạch rằng: Như vậy Thế Tôn, chúng con xin nghe. Phật bảo A Nan,
Nếu có chúng sanh phát tâm niệm Phật cho đến rã một cành hoa vào không trung, phước đức ấy sẽ được quả báo khó có thể nghĩ bàn, vô cùng tận. Này A Nan, các chúng sanh từ đây về sau kiếp số dài ngắn, sanh tử lưu chuyển không thể biết hết được. Mà kể cả đời sau cũng là như vậy. Nếu có chúng sanh chí thành niệm Phật công đức cho đến rã hoa vào không trung, thì ngày sau sẽ làm được Thích Thiên Vương, Phạm Thiên Vương và Chuyển Luân Vương. Phước báo như vậy sẽ không cùng tận với thiện căn ấy, phước báo không quá ngàn mé và không cùng tận vậy, nhưng phải vào Niết Bàn. Vì sao vậy? Này A Nan, dụ như phước điền của chư Phật không có quả báo cùng tận, ta nói rằng người này sẽ được Niết Bàn và chứng quả rốt ráo. Này A Nan, chỉ do việc thân còn cúng dường xá lợi của cúng dường ta vậy. Ví như cúng dường ta bằng hạt cải hay xá lợi, họ vì ta mà tạo hình tượng tháp miếu được cúng dường, cũng giống như kẻ niệm Phật cho đến rã một cành hoa vào không trung. Lại cũng có người tại nơi phòng riêng chứ tâm niệm Phật cho đến rã hoa vào hư không. Này A Nan, ta nói người này sẽ được Niết Bàn, được Niết Bàn đệ nhất, nhập vào giới Niết Bàn, tối thắng Niết Bàn, Niết Bàn vi diệu, thanh tịnh Niết Bàn, an trụ Niết Bàn. Này A Nan, đấy là nhân duyên. Trong các phước điền thì Phật là vị vua trên hết. Vì sao vậy? Phước điền của Phật nghĩa là không phải quả báo của thế gian, mà đây là một nhân duyên mà phước điền Phật là đệ nhất phước điền vậy. Này A Nan, chư Phật Như Lai thuận theo chánh đạo hay làm việc vô thượng cứu cánh đúc phước điền. Phước điền Phật có nghĩa là tất cả cùng Niết Bàn, được đệ nhất Niết Bàn. Này A Nan, ngay các việc rải hoa cúng Phật cũng là một công đức. Nếu có người nào có tâm niệm Phật và một đời kính tinh, thì ta nói rằng kẻ đó sẽ được quả báo Niết Bàn vô cùng tận. Này A Nan, đây là công đức niệm Phật ở trong loài người. Nếu có chúng sanh nào đó mà có thể nhớ nghĩ đến Thế Tôn, tôi cũng nói rằng đây là thiện căn phước đức vậy, cũng sẽ chứng quả Niết Bàn. Này A Nan, nay ta được quán chư Phật Thế Tôn cùng các chúng sanh tạo phước điền và hay làm cho chúng sanh chứng được thần thông uy lực. Cho nên A Nan, hãy đừng sầu khổ. Nó có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào, cho đến súc sanh và các chúng sanh khác từ Phật mà sanh tính tâm, phải biết rằng sẽ được thần thông quả báo do công đức rộng lớn, ví như cam lồ trong các cam lồ già, cam lồ cao quý nhất. Này A Nan, từ thân khẩu của Như Lai, tâm Như Lai an lạc, không hay, không sân, không hận, không có lo sợ. Này A Nan, nếu có 3.000 đại thiên thế giới, trong đó có đầy Tu La Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, là như cây mía, cây trúc, hoặc gai, hoặc cỏ, hoặc lại có người con trai lành, thì con gái tốt nào, hoặc một kiếp, hoặc giảm một kiếp, tất cả đều đầy đủ hoan hỷ, cung kính, tôn trọng, khiêm cung, cúng dường. Này A Nan, vì sao vậy? Thì con trai và con gái này được phước đức nhiều không? A Nan thưa, nhiều lắm bà già bà, nhiều lắm Tu Già Đà. Phật bảo này A Nan, lại có người từ nơi chư Phật mà chắp tay xưng danh hiệu, thì phước đức này so với phước đức trước là trăm phần chưa được một, số phần chưa được một, ca la phần chưa được một. Vì sao vậy? Để A Nan, phước điền của Như Lai trong các phước điền là vô thượng, vì sự cúng dường chư Phật đó mà thành công đức lớn, thần thông oai lực. Này A Nan, trong tam thiên đại thiên thế giới, nếu có thành văn A La Hán ở trong 3.000 đại thiên thế giới đầy bích chi Phật, giống như mía, trúc, gai, cỏ, vân vân, hoặc có kẻ thiện nam, người thiện nữ, hoặc một kiếp, hoặc giả một kiếp, vì tất cả đều sinh tâm hoan hỷ vậy, cùng kính tôn trọng, khiêm cung cúng dường bích chi Phật, sau khi vị bích chi Phật kia tịch diệt rồi, nổi lên 7 tháp báu. Nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, cho đến dùng các thứ hương hoa, dầu thơm, y phục, ngoại cổ, bào cá, trần phan để cung kính, tôn trọng, khiêm cung cúng dường, này A Nan, thì phải biết rằng người này được phước đức nhiều chăng. A Nan thưa, nhiều lắm bà già bà, nhiều lắm Tu Già Đà. Phật bảo này A Nan, nếu là có người từ chỗ Như Lai mà khởi tâm tin tưởng thanh tịnh, suy nghĩ giải nói và tuyên bố rằng trí tuệ chư Phật không thể nghĩ bàn, lời giải nói ở này là công đức căn lành, so với sự cúng dường phía trước cho bích chư Phật, thì công đức ấy trong ca la phần chỉ được một, cho đến trong ưu bà ni sa đà phần chỉ được một. Vì sao vậy? Này A Nan, chư Phật Thế Tôn, vô lượng đại từ, vô lượng đại bi, vô lượng giới, vô lượng tịnh, vô lượng huệ, vô lượng giải thoát, vô lượng giải thoát tri kiến, vô lượng tu tập, vô lượng đạt chứng. Này A Nan, trí tuệ của chư Phật khó thể nghĩ bàn, cảnh giới của chư Phật cũng khó thể nghĩ bàn, nếu có chúng cúng dường cũng khó thể nghĩ bàn, sẽ được quả báo cũng khó nghĩ bàn. Này A Nan, hãy đừng sầu khổ, ta nay đã được thần thông lớn và làm lợi ích rồi. Vì sao vậy? Này A Nan, thân khẩu ý tu hành đã cúng dường cho ta hơn 20 năm và đã dám nắm giữ của ta 84
ngàn cái pháp bảo cũng là đa văn đề nhất. Dù phương tiện mà đối đáp sẽ đạt chánh trí được đạo, đa văn không sợ hãi, giữ gìn kinh luật và luận vì bốn chúng mà thuyết pháp không mỏi mệt. Này A Nan, sau khi ta diệt độ rồi hãy cùng với đại đức Ma Ca Diếp và vị này sẽ làm tối đại đạo sư để làm những Phật sự. Này A Nan, hãy đừng khóc nữa, ta đương được đại thần thông công đức được lợi ích đây. Kinh Đại Bi quyển 2 xong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.